À, chào bà con, hôm nay mình đi tham dự bữa tiệc mừng giỗ của anh Thắng, chồng của bác Thê. Và đây là khung cảnh ở tại giáo xứ Đức Long, nơi bác Thê ở. Và đây là bốn chị em gái nè, bốn chị em gái năm nay. Và đây là em gái út. Và rất là khó khăn, coi như năm chị em gặp được nhau. Và đây là hai bà em của anh Thắng, đây là hai chị em của anh Thắng nha bà con. Và trong món ăn ngày hôm nay, cái món gà và bắp xôi đó, cái đặc biệt của nó đó là cái xôi của nó bọc ở phía ngoài giòn, ở trong cái xôi mềm, ở trong cái xôi mềm, còn thịt nó rất là ngọt. Và đây là cái món mà món gà heo rừng, mà cái heo rừng này đặc biệt nó trắng chứ không có đen giống như hồi xưa ha, và không, nó không giống ở bên hải ngoại. Cái heo này người ta nuôi, nó lấy giống từ heo rừng, nhưng mà người ta nuôi ở nhà đó thì cái thịt nó rất là mềm, nó màu trắng chứ không có đen giống kiểu ở hải ngoại bà con ha. Thì cái này người ta nuôi bằng cách nào thì mình không biết, mà cái da của nó ăn nó bánh giòn và cái thịt của nó rất là mềm và ngọt. Thì cái này heo rừng thì thường nó ăn đồ rừng, ăn trái cây này, cỏ dưới ở trong rừng, nhưng mà con heo này thì không biết người ta nuôi bằng cũng cám thường nữa gì. Coi như vậy người ta cho ăn bằng cám không thơ, cám cũng như rau rồi dưa hấu, dưa neo, rồi cho ăn rau muống, vừa rồi chị Mùi cho biết đó, thì người ta nuôi bằng công thức rất là mới nha bà con ha. Thì người ta cho ăn dưa leo, dưa hấu, rau cỏ này kia nọ, rồi trong cái đó người cho thêm cám nuôi bình thường nữa, nhưng mà người ta đặc biệt là cho nó ăn về rau cỏ nhiều để cho cái thịt của nó được trắng, được trắng và mềm. Đó là cái đặc biệt của heo rừng ở Việt Nam mà người hiện tại người ta nuôi đó bà con. Và xóm nhậu nhẹt này thì rất là xôn xao bà con ha. Xóm này thì rất là xôn xao, tại mình không phải nhóm nhậu á, tại mình bay sang bên mấy bà để mình ngồi cho nó thoải mái. Còn đây là cái xóm nhậu thì người ta cần phải uống rồi bắt đầu người ta nói chuyện thì nó vui vẻ, vui vẻ hơn. Rồi cái xóm bên kia cũng vậy, xóm bên kia giới trẻ, xóm giới trẻ đó thì coi như cũng rất là vui bà con ha, rất là vui. Thì xóm đó thì cũng cho bia bà con mà. Nói chung thì ở Việt Nam thì người ta ăn uống rất là thoải mái. Và nếu mà cái này nếu mà một ngày cái xóm giới trẻ thôi, người ta chơi ngầu hơn, người ta chơi uống rượu bà con à. Rồi chơi rượu chứ không thèm chơi bia. Này cứ vừa bia vừa rượu. Vừa bia vừa rượu chứ không phải là bia không. Và ông nào mà nhân dậu nhà nghề á thì người ta chơi rượu nó đủ, nó đô nó mạnh hơn. Ông này như gọi là ông tò phải không? Tò. Còn một ông nữa mà. Đây. Ở đâu cũng ông một ông nữa. Ông Tôm. Sống nhậu nhẹt này thì có hai bà ngồi đại diện cho hai ông xã của hai bà. Thì tới đây cũng
đi với ông. Còn nhớ mà, nhớ có một ông đúng là tên tổng. À, còn bên này thì mình ngồi chung với xóm xóm nước ngọt rồi con ha. Cái nước ngọt thì uống cho chắc ăn thoải mái.